Hai Sang chào buổi sáng cả mọi người nha. Chào mọi người nha. Sáng hôm nay thì Sang với mấy đứa lại tiếp tục ra cái cánh đồng ruộng Sang ở cho Sang để thực hiện cái thử thách là sinh tồn một ngày một đêm ở đây nha mấy đứa. Dạ. Hôm qua thì mình định là sinh tồn ở đây một ngày một đêm, nhưng mà do cá nhiều quá Sang với mấy đứa không sinh tồn được mà phải mang cá về á. Nên hôm nay thì sẽ thực hiện lại cái thử thách này cho mọi người xem. Thì hôm nay ra ngoài đây á, mình cũng sẽ mò cá, nhưng mà không có mò cá phi nha mấy đứa. Tại vì cá phi ngoài đây thì hôm qua mọi người cũng có thể thấy là nó nhiều vô kể luôn. Nên hôm nay thì mình sẽ đi mò một con nữa là mò cá lóc nha. Tại vì khi mà nước nước ruộng Sen này nó rút xuống á mọi người, thì cá lóc nó mắc kẹt, nó chui vào trong hang rất là nhiều luôn. Cái này thì hơi khó mò một chút hơn cá phi, tại vì mình phải đi kiếm hang đúng không. Nhưng mà mò cá lóc thì có lẽ là vui hơn. Tại vì cá phi ngày hôm nay thì mọi người có thể thấy này, hôm nay thì nó vẫn còn đầy kìa. Đó, nó đầy 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 ở trên đó luôn. Cái chỗ mà hôm qua Sang với mấy đứa mò này thì cá phi vẫn còn đầy. Cá phi thì nên hôm nay thì Sang với mấy đứa không bắt nữa, mà mình đi kiếm cá lóc nha. Thôi giờ thì đi, mai Sang với mấy đứa sẽ khởi hành đi kiếm cá lóc một ngày ở ngoài cái ruộng Sen này, và ngủ lại một đêm ở đây luôn nha. Là một ngày một đêm là sinh tồn 24 giờ nha. Thôi giờ mấy anh em mình đi thôi. Rồi bỏ dép xuống đi, rồi đi qua bên kia. Giờ Sang với mấy đứa sẽ qua bên đó mò nha mọi người. Bên đó thì có mấy cái hang, hôm qua thì Sang với mấy đứa chỉ kiểm tra được nữa. Bây giờ để kiếm được cá lóc mắc cạn ở trên đây mọi người, thì giờ Sang với Dảnh sẽ đi kiếm trong những cái đây này. Đó, nó có mấy cái hố á, cái hố tròn tròn này mọi người, là cái hố cá lóc nằm á. Ở đây thì có một bụi lau sậy. Có không Dảnh? Không à. Đây có hang nè. Sang với mấy đứa sẽ đi kiếm trong những cái hang. Cá phi hôm qua thì nó chết mọi người thấy không? Quá trời luôn. Được không? Dảnh thì đang cố gắng mò cho được nha. Cá phi ở đây thì thôi bao la, thọt là đụng. Cá gì? Rêu đồng hả? Ở đây thì có một cái hố nước này. Cái hố nào mà mọi người nhìn thấy á, cái nước nó đục đục như thế này này, thì có cá dưới nha. U, cá rô vậy ơi. Cái bóng đó nè. Đây. Ui, từ xài hết. Cá rô đồng không ạ? Cứ nếu mà cá đồng thì bắt nha. Còn cá phi thì thôi. Cá phi hôm nay Sang với mấy đứa không bắt đâu. Ui, mấy con đếm nha. Dạ hai con này, ba con này. Bốn con, năm con. Năm con. Còn một con nữa. Hết chưa? Đó, anh mới đụng nữa nè. Đó. Đó rồi. 6 con trong một cái hố như vậy nha mọi người. Dạ sẽ đi kiếm những cái hố như vậy đó. Cá lóc hả? Rồi, vô luôn. Đây là con cá lóc đầu tiên của ngày hôm nay nha mọi người. Bự không? Ra luôn. Cá bóng. Ở đây Dảnh nó bắt được cá bóng mọi người. Đây. Đây là con cá bóng tượng nha. Đây Dảnh nó bắt được một con. Con này đã ha. Cứ bắt được nó phùng cái mang lên như thế này nè. Hả? Ếch hả? Ếch nhỏ. Thôi thả đi. Dảnh thọt được con ếch nữa mọi người. Rồi đi tiếp. Ở đây Sang với nhóc Dảnh vừa mới phát hiện có một cái hang nè mọi người. Cứ cái hang nào á, mà miệng hang phía trong á, nước nó đục đục như thế này á, thì sẽ có cá nha. Rồi xuống như thế này. Không biết là cá gì thôi, nhưng mà chắc chắn là sẽ có cá trong đó. Cá gì? Cá rô đồng. Một con đầu tiên. Vô xô. Đây là một cá rô đồng mọi người. Cá gì? Cá kia hả? Cá phi á, thì khi nước rút á, nó sẽ rút theo nước và nó về nước sâu. Còn những con cá lóc, cá trê, cá rô đồng á, thì nó sẽ ở lại trong hang nha mọi người. Ui, đây. Bơi. Đây Dảnh nó bắt được một cá trê mọi người. Đây mọi người xem con cá trê này. Cá trê đồng nha. Đây cá trê vàng, đẹp thiệt. Rồi vô xô. Thêm một con nữa. Rồi đi tiếp, hết hả? Hang này được hai con, có không? Sang với mấy đứa sẽ đi thục những cái hang như thế này.
cứ đi cặp bò này là sẽ thấy hang thôi mọi người. Ôi, có ít. Ít hả? To. Ui, ít nhỏ. Bên đây một hang nữa nè mọi người. Bên dãnh một hang, bên đây một hang nữa. Không có. Này dãnh nó bắt được một con ếch. Ếch nhỏ thả đi. Trên ruộng này thì hơi sình á mọi người. Toàn là ốc thôi. Ui, dạ 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 dạ. Đây cho bắt con cá lóc nè. Ở trong hang đây sẽ đủ được con cá lóc trong hang mọi người. To to to. Bự bự nè, cho cái hang này luôn, cho dảnh nó bắt luôn nha mọi người. Đây hang này. Đúng không? Nồi sát bên luôn ha. Rồi, không ra. Ngược tay rồi. Được chưa, được chưa? Cầm chặt chai nước chỗ này sau cua nó phóng đi á. Ủa đây cua nhiều. Ui, đây dảnh nó bắt được con cá lóc mọi người rồi. Ui, dảnh. Rồi, cho lên xô luôn. Đây, 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 đây. Rồi, cầm chặt luôn. Một cá lóc đầu tiên của ngày hôm nay nha mọi người. Hả? Cá rô hả? À? Rồi cho vô xô luôn. Này sang với mấy đứa chị đi bắt cá đồng thôi. Còn đâu? Rồi cho vô xô luôn. Hai con luôn hả? Hai con. Ba con luôn. Hố quá trời luôn mọi người. Hố này nước khi mà nước nó rút xuống á là mấy con cá nó mắc kẹt lại trong đây nè. Cá lóc rồi dành. Ui. Đây mọi người xem cái hố của nó nè, nó núp ở trong đây luôn rồi, bắt cái dành rồi. Đây để anh bắt luôn cho. Ui, đâu rồi? Đưa mắt anh rồi, bắt cái dành. Xin đưa mắt anh. Được chưa? Ui, được cái chuyện chạy vô sao? Trên lên bờ mà chạy cũng ghê ghê ha. Đây. Ở đây là dảnh nó bắt được cá lóc rồi mọi người. Đó, cá lóc này nó khôn lắm nha, nó núp ở trong cái lỗ sen đây nè. Ôi trên kia lỗ nữa nè. Đó giờ sang với mấy đứa sẽ đi kiếm trong mấy cái lỗ này nha. Ở đây sang cho mọi người xem nè. Sang vừa mới phát hiện ở đây có một cái hang. Ở đây có một cái hang lương nha mọi người. Dảnh dảnh dảnh. Đưa cây đó cho. Ở đây nè, ở đây là cái hang lương nha mọi người. Mọi người thấy không? Nó láng o. Giờ sang sẽ theo cái hang lương này bắt thử nha. Đấy, đi vô đây rồi, qua đây rồi. Ui, nó xuống dưới chứ. Cái hang lương này khá sâu luôn á. Đi đường lưng hết à. Nãy giờ sau khi theo dấu cái hang lương này mọi người thì sẽ phát hiện cái đuôi nữa nha. Rồi, ui mất rồi. Mất rồi. Mất hang luôn rồi. Đây nè. Ui nhanh lắm. Chạy đâu cho thoát. Lấy cái xô này đây, nhanh 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 nhanh. Sực quá. Đây 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 mọi người xem này. Bắt lương trên ruộng sen này cũng không quá khó nha mọi người. Sang kiếm được một con này, mọi người xem này. Vàng khe luôn ha. Đây con lương này nó vàng khe luôn nha. Đấy, nhưng mà không to, tao bắt luôn ha. Đây này. Và sang moi móc một cái lỗ từ bên kia qua tận tới bên đây thì mới kiếm được con lươn này. Đây là một con lươn đầu tiên. Giờ kiếm xem còn con nào nữa không. Rồi lắp lại cho người ta đi. Thấy được hang lươn này dễ bắt lắm mọi người. Rồi một con. Rồi đi tiếp nhanh. Mấy đứa này bắt được cái lóc nào không?
Nãy giờ sang với mấy đứa mò trong ruộng sen á mọi người, thì mấy đứa bảo là mò không đã nha, tại vì ở trong đó nó không có nước, nó toàn là sình không à. Thôi bỏ đi. À, sang với mấy đứa thì bắt cái trong ruộng sen được ở đây mọi người xem này, thành quả này được mấy con cá lóc, mấy con cá bóng với lại là 2-3 con lươn. Rồi thôi giờ thì quay ra ngoài mương để cho mấy đứa nó mò cá rô nha, tại vì ở đây thì cá rô cá phi nhiều lắm, với lại là kiếm cá lóc ở ngoài đây luôn. Có không? Nó sẽ thả cá phi lên ruộng, cứ bỏ nó dưới thôi, thả nó lên ruộng chi, nó chết á. Cá phi ở đây thì bao la luôn. Giờ sang với mấy đứa sẽ đi kiếm hang và thục hang nha. Ui con cá phi cá... hả? Cá rô. Cá rô à? Dạ. Ở đây sẽ bắt được cá phi bự luôn mọi người. Bự. Con này là hơi bị bự. Cá rô phi bự cho bá luôn hả? Ui đây chưa? Đây mình nó bắt được cá phi bự mọi người. Thực ra hôm nay nói không muốn bắt cá phi á, nhưng mà thấy cá phi nhiều cũng ham mọi người. Bự ghê luôn á. Thôi con này thì thả nha. Không bắt mấy con cá phi đâu. Cá phi thì nhiều quá, sang cũng ngán luôn à. Đây cá rô. Ô, rô phi nữa. Có không Tâm? Cá gì? Hả? Cá đưa lưng à? Cá gì đó? Ui! Tâm bắt được cá. Một con cá lau kiến mọi người. Cá rô à? Rồi bỏ vô xô. Hai con. Cá lau kiến thì bắt nha mọi người, tại vì cá lau kiến thịt nó ngon. Cá sặc bự cho bá nữa luôn. Ê bên kia có cái hang kìa. Giờ sang đi kiếm mấy cái hang thôi. Cá rô phi bự không à? Nếu cá phi bự thì mình bắt được nha. Nhỏ quá thôi. Cái gì cái gì? Cái gì? Cá phi bự à? Bắt luôn. Nếu mà bự thì bắt. Ôi nhỏ. Thả. Cá phi ở đây thì bao la luôn mọi người. Được không? Mấy con to quá. Đó. Ôi, ra xe đây, vừa vừa không bự lắm. Thôi thả đi. Cá phi ở đây thì có mấy con to nó chui vô hang nó kẹt lại luôn ha. Nó đâu có ra được đâu. To lắm luôn hả? Thấy cá phi nhiều quá cũng sợ. Ui, ê, bỏ lên bờ đi, bỏ lên bờ đi. Ui, hai con luôn hả? Ui, bắt lại đây cho anh. À, thấy cá phi thì nhiều quá thì cũng sợ, nhưng mà cá phi to thì bắt cũng được nha mọi người, nướng ăn cũng ngon. Đây cho anh. Hả? Cho chép bự hả? Đây, để hai con gần nhau quay. Quay cái đầu lại. Đây mọi người thấy hai con cá phi này không? Xẹt cái bàn tay ra coi. À, hai con cá phi bự bằng hơn cái bàn tay của Dảnh luôn. Con này thì chắc nửa ký một con á. Rồi bỏ vô. Ui, hai con cá phi to thật, to luôn. Nãy giờ sang với mấy đứa mò được mấy con cá lóc, cá phi lau kiến này kia. Lựa cá bự thôi, hôm qua thì mấy đứa nó bắt nhiều cá nhỏ quá. Đã thật ha. Không ngờ móc hang cũng dính cá phi bự nữa. Hang sâu thiệt chứ. Chặn đây đi. Ê, đứa nào lại đây ngồi chỗ này cho anh đi. Mình nhanh. Ngồi chặn cho anh bắt cái chê này còn nữa. Đó. Được không? Cầm đi nhăn, cầm đi nhăn. Cầm đi. Thông lên đây hả? Ui, cái lỗ thông nó lên trên đây nè mọi người. Ở đây có một cái hang. Dạ nó bảo là con cá bự lắm. Ui, cá phi cái gì? Nhanh cầm đi nha, nhanh cầm đi. Nhanh cầm quay đi nha. Nhanh chặn ở đây nha. Cái hang này nó thông từ đây qua bên Dảnh nè mọi người. Đứng bên đó đi, đứng bên đó đi. Thank you.
Ủa ghê. Chặn cái kỹ lại rồi. Bụi lắm nha. Ôi đây này. Đâu? Ở chỗ cái hang phía trên đây nè mọi người, thì có con cá lóc to nó ở phía trong đó. Lúc mà Sang với mấy đứa mò thì con cá này nó khỏe quá, nó phóng một cái xuyên qua nhóc rảnh mà phóng ra ngoài luôn. Cái con này á, thì trong điện thoại Sang quay lại được á, thì nó to cỡ này nè, chắc khoảng tầm gần 1 kg luôn á mọi người. Thì nó phóng qua đây, nó chạy ngược xuống đây nè. Ở đây thì là một con suối lớn này, nước cũng khá nhiều nên Sang với mấy đứa không dí kịp nha. Nên giờ thì mấy đứa cứ rà tay xuống sình này nè, hy vọng là có thể là chạm được nó hay không. Nếu mà đụng được nó thì có hy vọng là sẽ bắt được nó nha. Nhưng mà nãy giờ đụng thì toàn là thấy cá phi thôi. Cái con này đúng là bự thật luôn á mọi người. Sang với mấy đứa mò cá tới đây rồi mọi người. Thì phát hiện có một cái máy nổ, người ta hút nước từ ruộng sen, từ dưới suối lên phía trên ruộng sen nha, để người ta bơm nước cho sen á. Thì cái khúc này thì mình không nên mò cá dưới đây nha mọi người, do là có một cái cánh quạt nó nằm ở dưới nước đây nè. Nếu mình mò gần nó, cánh quạt nó sẽ chém mình rất là nguy hiểm luôn. Nên là giờ thì mấy đứa sẽ lên bờ đi tiếp đấy đó. Bên kia. Rồi đi đi đi. Nãy giờ nhiều chưa? Dỡ lên cho anh coi. Đây đây là thành quả của Sang với mấy đứa mò nãy giờ nè. Được mấy cá phi bự luôn. Rồi đi tiếp. Cái khúc này thì mình không nên mò nha mọi người. Tuyệt đối không mò chỗ này nha. Có cánh quạt ở dưới đó đó. Nguy hiểm lắm. Máy nổ thì nó đang quay đây nè. Người ta bơm nước lên trên ruộng sen nha. Ở đây Sang với Dảnh phát hiện có một cái đú người ta bỏ nè mọi người. Nên dò thử xem có con cá lóc ở trong đây không nha. Cái đú này thì người ta không ấy á, cá phi chết nó vô quá trời luôn. Ui cá phi, toàn là cá phi chết không. Đây cá phi nè mọi người thấy không? Cá phi không? Mấy cái đú bỏ này thì hay có cá nó vô á mọi người. Người ta đâu có thăm đâu nè, mọi người thấy không? Ui cả mấy ngàn con ốc luôn. Cá phi chết nè. Cá kìa. Cá lao kiến. Cá chê nhanh 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 nhanh. Cá chê bự lắm. Cá chê bự. Biết ngay có cá chê mà. Nó bắt cái dánh. Ui, đây con cá chê bự lắm nè mọi người. Đây 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 đây. Không, lùi xuống dần dánh kìa. Cá chê vàng bự chà bá luôn. Rồi thò tay vô. Mấy cái đú này thì người ta cũng không có bắt đâu nha mọi người. Mình muốn bắt thì mình bắt thôi. Tại vì người ta cũng đâu có sử dụng nó đâu, người ta đâu có cột đuôi đâu. Nó đâu rồi? Đây hả? Đấy. Chặt nha. Con này là bự nhất từ nãy giờ luôn. Đây. Đây là con cá chê. Đây 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 cho anh. Đây đây. Đây là con cá chê nó mắc kẹt trong đú nha mọi người xem đi. To ghê không? Con này là con cá chê chê vàng nha, chê đồng nha. Rồi, vô số. Cái này là mình mót đú lại của người ta. Con này chắc ở trong đú lâu lắm rồi. Rồi, thêm một con nữa. Ở kia có cái đú nữa kìa. Nhưng mà đú nào bỏ thì sao mới kiểm tra ta. Cá rô hả? Ở đây văng, văng, đưa cái số này văng. Đâu rồi? Ra rồi, rớt rồi. Con đó. Còn đó hả? Một con. Ui, quá trời luôn. Quá trời luôn hả? Đây lấy cái xôi, móc vô luôn. Ở đây Dảnh nó phát hiện một cái đại gia đình cá rô luôn mọi người thấy không? Là quá trời luôn á. Đó. Cái khu này nước cạn á, khi nào nước rút đi á thì cá rô nó chui vô hang này. Có cá lóc không? Có cá lóc không? Đó, hai con. Ba con. Đếm coi là bao nhiêu con nha. 4 con. 5 con cá rô bự bự không ta? Cưng thọt tay vô sâu hết cỡ của nó đó. Rồi cưng cào phát ra luôn. Sâu vô, sâu vô, sâu đáy nó luôn.
Nhiều không? Con. Quá trời cá rô luôn mọi người. Cầm đi anh cào thử nha. Đùi. Ui con cá rô bự rồi mọi người. Ui. Ba con luôn, dẫn nó bắt một phát hai tay ba con luôn. Đâu thử. Ui đây mọi người thấy không? Hết rồi. Đây nè, lấy cái xô. Ba con luôn nè. Ê. Rồi, ra hết rồi, con ơi. Rồi. Rồi anh coi lại. Ôi đi. Hết rồi. Ở đây thì nó ngay cái ống cống đó mọi người. Rồi chua luôn. Qua luôn. Wow. Giờ sang như mấy đứa sẽ đi xuyên qua cái ống cống cái này luôn nha. Rồi đi thôi. Được mấy trái? Hai trái luôn hả? Bên kia nhìn có con trái và qua đây hai trái luôn ha. Dảnh thì nó vừa mới hái được hai trái dừa, hai cái cây chỗ này nha mọi người. Hai cây này thì nó mọc cặp bờ sông á, sang cũng không biết của ai, nhưng mà hình như là không có chủ, tại vì ở đây mọi người xem này, gai nó mọc tùm lum từ lứa hết cả. To không? Ôi, trưa nay sang với mấy đứa lại có nước uống nè. Quá không? Được hai trái dừa nha mọi người. Đây là cách uống dừa của mấy đứa nha mọi người. Giờ để muốn uống được nó thì sẽ cắn đít này, tại vì dừa này còn non. Đó, coi chừng gãy răng ạ. Không có dao, sang với mấy đứa thì không mang dao á. Đó, răng nó lột ra luôn kìa. Sắp được. Lột ra vậy luôn hả vậy anh? Hay là sao? Lột vậy hả? À, giờ thì Văn dùng răng để lột trái dừa ra nha mọi người. Để mà lấy nước phía trong trái dừa đi uống. Do trái dừa này là trái dừa non á. Mọi người thấy mấy đứa tuổi thơ dữ dội không? Kiểu nào cũng biết làm hết cả. Cô và anh bé ạ. Từ từ đợi anh xíu. Chát lắm luôn á. Vô hết trong lỗ mũi luôn. Cái dừa này khi mà mình cắn tới nơi á mọi người, nó nổ, tại vì nó là dừa non. Bây giờ sẽ khoét cái lỗ ra. Khoét cái lỗ vậy anh. Đây. Đây là nước dừa phía trong nè. Rồi. Uống đi nhanh. Nè. Đây. Giờ Minh nó sẽ làm gì hả dữ vậy? Từ. Rồi nè. Đây là cái lỗ nước dừa nè mọi người. Rồi hả đó. Ngon không? Rồi né uống đi. Rồi này, Tâm uống nữa nè. Đó. Ngọt lắm đúng không? Rồi mời cả mọi người uống với Sang ít nước dừa nha. Này né uống đi. Ngọt ghê luôn á mọi người. Sang với mấy đứa đang mệt nữa. Rồi đi bơi về. Đây được bơi qua sông hái được hai trái dừa. Giờ mấy anh em sang lại tiếp tục bơi về. Dừa này thì chưa có cơm, dừa non mà. Hái dừa xong mọi người, quay lên đây thì phát hiện có một dây dưa hấu sát cặp với bờ đường trên này nè mọi người. Mà đặc biệt là trên dây dưa hấu này á, có một trái rất là to nha. Đây là cái trái của nó nè, nó núp ở dưới đây. Mà nó nằm sát đường luôn, không ai phát hiện ra nha. Sang với mấy đứa thì may mắn phát hiện ra nên giờ sẽ hái ăn luôn. Đây, sẽ cho mọi người xem nè, đây là cái gốc của nó nè. Cái này thì gọi là dưa hấu mọc hoang mọi người. Cái này thì
dạng như là người ta ăn á, người ta rớt hột lại hoặc thì cho sang là đa phần là vậy thôi. À, khi mà nó mọc lên như thế này á, thì nó sẽ ra trái. Đây là trái to của nó này, mọi người thấy không? Đây là trái to của nó này. Còn đây là trái nhỏ này. Đó, đấy, đầy trái đây. Trái dưa hấu con này, bông của nó này. Bây giờ sang hái cái trái này nha. Ồ, cứng dữ. Ok. Đây. Đây là trái dưa hấu mà sang vừa mới hái được cho mọi người thấy đã không? Dưa hấu này gọi là dưa hấu hoang. Thôi giờ ăn luôn nha. Vừa mới uống nước dừa xong quay qua đây lại có lọc ăn nữa mọi người. Đây. Cái này thì không phải là dưa hấu dài, không biết là loại giống dưa hấu gì mà mọi người nhìn thấy đẹp không. Rồi giờ ngồi xuống đắm bể luôn nha. Dạ. Trưa nắng có món này ăn nữa là thôi hết bài. Giờ sang 1 2. Rồi, ui đỏ. Wow, mẹ tét ra Đó, đập như vậy nữa, đập xuống. Ngoài đây hơi gió một chút. Rồi ăn đi mấy đứa ơi. Dạ. Tách ra cho hai đứa nữa. Đây, dưa hấu lụm ngoài ruộng, thơm ngon, mời mọi người ăn cùng với Sang với mấy đứa nha. Ngay đường luôn và may mắn lại có dây dưa hấu như chỗ này. Thôi, mời cả mọi người nha. Khá là ngọt đó mọi người, vừa ngọt ngọt vừa chua chua. Nói chung dưa hấu hoang nó vậy mọi người. Nó còn không ngọt gắt giống như là dưa hấu mình mua đó. Mà cũng khá ngon. Ngoài ruộng này thì khá nhiều gió với khá nắng. Bây giờ Sang với mấy đứa sẽ ăn xong dưa hấu sẽ đi kiếm một cái chỗ. Giờ thì mấy anh em Sang sẽ kiếm chỗ để ngủ nha. Tại vì hôm nay mình sẽ ở ngoài ruộng này 24 giờ mà. Trắng cái thiệt bự không? Quyết tâm. Đó, ngon không? Đang khát nước nữa đúng không? Dạ. Ăn này thôi là hết khát luôn mọi người. Đôi khi ra ngoài ruộng đơn giản như vậy thôi. Mà dưa hấu ngoài ruộng thường thường nó sót khá nhiều á. Nên mọi người đi kiếm, nếu mà cặp theo bờ thì có may mắn là sẽ kiếm được dưa hấu như thế này nha. Ngon quá. Rồi giờ mấy anh em mình tiếp tục đi nha. Dịch hả? Phía dưới đây nè mọi người, mấy đứa nó, ấy từ từ, mấy đứa nó phát hiện là có một ổ trứng dịch nè mọi người. Đây mọi người thấy không? Ở phía trên kia người ta có một bầy dịch người ta chăn, có lẽ là dịch nó xuống đây nó đẻ quang nè mọi người thấy không? Đây, lụm đi, lụm luôn. Thuốc sáng. Bao nhiêu trứng? Hết chưa? Đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 trứng nha. Được 11 trứng dịch nha mọi người. Cái con dịch này á, được gọi là dịch đẻ như thế này, được gọi là dịch đẻ hoang mọi người. Cái này thì chắc nó cũng không nở được đâu. Mặc dù nó đẻ ấp vậy thôi chứ theo như Sang nghĩ nó cũng không nở được ha. Nên có lẽ là Sang với mấy đứa lấy luôn ha. Lấy hết toàn bộ cái số trứng này để mà luộc ăn nha mọi người. Để một hồi chiều nay với Sang có bữa ăn ngon luôn. Rồi lụm luôn. Ở đây là cái tổ của nó mọi người. Nguyên một cái tổ to giữa cái bụi chỗ này luôn. Bên đây là ruộng cắt lúa mà người ta không thấy ha. Thôi đi. Hả? Dịch này gọi là dịch lạc á mọi người, nó đẻ quang dịch lạc á. Đi. Bỏ vô trong cái số cá luôn. Bây giờ Sang với đứa may mắn quá mọi người. Vừa bắt được rất là nhiều cá mà ở đây thì rảnh nó còn kiếm được một ổ trứng dịch nữa. Rồi rảnh đổi ra coi. Đây là cái số trứng dịch mà Sang với mấy đứa kiếm được này. Đó. Bao nhiêu đây thì chắc được khoảng tầm bao nhiêu trứng ta? 2 4 6 8 10 11 trứng nha mọi người. 11 cái trứng trứng dịch lạc nha. Cái trứng này là dịch nó đẻ hoang á, cái này cũng không phải của ai đâu nên Sang với mấy đứa cứ lụm thôi. Còn bên đây là số cá là giăng đổ cá đó coi. Đây là số cá mà Sang với mấy đứa mò được ở ruộng sen này. Thì được ở đây bắt con lươn vô kìa. Ở đây một con cá trê, lộn cá lau kiến này, cá trê to này, được hai con cá trê.
được 2 cái lóc, 3 cái phi bự, lại mấy con cá bóng nữa. Ở như đây thì cũng đã đủ cho mình ăn một ngày ngoài đây rồi đúng không mấy đứa? Nên Sang với mấy đứa sẽ không đi kiếm đồ ăn nữa. Ngoài ruộng này thì dễ kiếm đồ ăn lắm mọi người. Nên bây giờ thì mình sẽ đi kiếm một cái chỗ nào đó để mình ngủ lại nha. Tại vì tối nay thì Sang với mấy đứa sẽ ngủ lại ở ngoài ruộng này một đêm để thử thách 24 giờ ở ngoài đây. Nên có lẽ là mình sẽ đi qua bên cái tảng đá to phía ở ruộng chỗ Sang mọi người, qua bên đó kiếm một cái chỗ ngủ nha. Bên đó thì có một cái hang động với lại mấy cái chòi á. Để xem là mấy anh em Sang sẽ kiếm được cái chỗ nào để ngủ. Rồi nướng cá để ăn. Dịch này có lẽ là Sang với mấy đứa đắp đất sét nướng nha. Bây giờ là 6 giờ chiều nha mọi người. Sang với mấy đứa thì đang ở một cái cục đá ở giữa cái cánh đồng ruộng sen nha. Xung quanh Sang ở đây á, toàn là sen thôi mọi người. Nhưng mà đặc biệt là ở giữa của cánh đồng ruộng sen này á, thì có một cục đá rất là to. Nhưng mà cục đá này á, thì nó có một cái phần hõm vô phía trong mọi người, để mà có thể là mấy anh em Sang có thể là ngủ lại ở đây một đêm luôn. Tại vì phía trên mọi người có thể thấy là trời đang chuẩn bị chuyển mưa nha. Mưa thì cũng đang râm râm đó. Cái này thì nó nằm ở giữa cánh đồng ruộng đó mọi người. Ngủ lại được không? Được hả? Tâm với là Minh ngồi phía trong cái hõm coi. Để anh coi coi. Đây là cái chỗ hõm vô của cái tảng đá đó mọi người. Cái này thì nếu như mà phía trên á trời đổ mưa thì Sang với mấy đứa núp vào phía trong đây á thì sẽ trú được mưa với lại trú được gió nha. Hôm nay ra ngoài đây sinh tồn thì Sang cũng có mang theo 2 cái bạt, tại vì có mấy đứa nhỏ, người lớn thì không sao nhưng mà có mấy đứa nhỏ thì phải cần bạt. Nên giờ thì đầu tiên là Sang sẽ làm một cái bạt che phía trên với lại lót một cái bạt phía dưới. Mền ba lô thì Sang cũng có mang theo rồi. Giờ Sang với mấy đứa dọn dẹp chỗ này đó, làm một cái chỗ để nấu ăn buổi tối nữa. Tại vì mấy anh em Sang thì ai cũng đói bụng hết cả. Còn đây là cái khu mà cánh đồng ruộng nè mọi người. Sang mới nói trời mưa mọi người, thì ông trời đổ mưa luôn nha, rất là linh luôn. Nên giờ thì Sang với mấy đứa phải tranh thủ làm cái túp lều trước khi mà trời mưa lớn nha mọi người. Thì ở đây Sang có đem theo tấm bạt. Mấy đứa thì nó kiếm cho Sang 2 cây tre, cột cố định 2 cây tre vào trong tấm bạt như thế này nè. Giờ thì rồi dừng lên mấy đứa ơi, lật ngược lại, không lật ngược lại, lật bên đây. Đưa cây đó qua cho anh. Rồi dành đi, dành dành bên cây đó đi, cây dưới đó. Rồi đi tới. Giờ Sang sẽ gác nó lên cho phía trên đây, gác lên nhá. Rồi ui coi chừng nó bay. Đó rồi, gác lên như vậy là xong cái túp liều nha. Cho cái gốc này ra ngoài một chút rồi được chưa. Rồi vô coi cái mưa không. Ở ngoài đây thì lợi dụng cái tảng đá này có sẵn á mọi người, thì Sang với mấy đứa chỉ làm như vậy thôi là có được cái túp liều đơn sơ rồi nha. Cái này thì nếu mà gió lớn thì có sẽ là bị lật, nhưng mà Sang với mấy đứa sẽ ngồi ở đây giữ lại. Hy vọng là tối nay sẽ không mưa lớn nha. Rồi giờ thì mình đi kiếm củi để làm một cái bếp lửa nha, để nấu ăn buổi tối. Rồi đi. Ở đây là mọi người xem này, cái tảng đá này rất là to nhưng mà nó bị nứt ra mọi người. Từ một tảng đá to này nứt ra một phần, nó tách ra bên đây này. Giờ Sang với mấy đứa sẽ đi vòng cái tảng đá này để kiếm một ít củi về đốt đây một đống lửa để mà làm cái bữa ăn tối nha. Mấy đứa vừa mới đi kiếm củi xong về mọi người, thì trời đổ mưa lớn luôn. Mọi người xem này. Đi sinh tồn này mà gặp mưa thì rất là ướt át luôn nha mọi người. Mặc dù cái này nó che mưa nhưng mà nó không có che cái phần nước nhỏ xuống nha mọi người. Nước nó chảy theo cục đá này, nó đang chảy vào phía trong đây. Nên có lẽ là nếu mà muốn ngủ được thì phải trời hết mưa thì Sang với mấy đứa mới ngủ được nha. Còn nếu mà trời mưa thì vẫn không ngủ được đâu. Ngoài đây thì trời mưa lớn luôn rồi. Nhưng mà cái bạt này thì của Sang với mấy đứa vẫn che được nước mưa nha mọi người. Đây này, chỗ này thì vẫn không có giọt mưa nào rớt hết xuống hết cả. Nếu mà mưa lớn thì Sang với mấy đứa ngồi đây vẫn thoải mái nha. Bên đây thì mấy đứa nó lựa được một chỗ khô này. Giờ thì mấy anh em Sang sẽ làm một cái đống lửa ở đây để chuẩn bị nướng cá rồi luộc trứng để ăn nha. 17, 18, 19 trứng. Đây là toàn bộ cái số trứng vịt mà Sang với mấy đứa kiếm được ở ngoài ruộng ngày hôm nay nha mọi người. Mấy đứa thì nó lụm được trong cái ổ vịt á là 11 trứng. Xong rồi Sang với mấy đứa đi lụm cái vịt đẻ lan á, thêm được 9 trứng ngoài ruộng nữa. Là ở đây 8 trứng ngoài ruộng nữa là 11 trứng nha mọi người. Thì hôm nay mấy anh em mình ra ngoài sinh tồn ăn cá khá nhiều phải không mấy đứa? Dạ. Nên tối nay thì Sang với mấy đứa quyết định là không có ăn cá nữa, mà mình lụm được trứng vịt á thì Sang với mấy đứa chỉ ăn trứng vịt thôi. Nên hôm nay thì mình sẽ làm cái món là trứng vịt luộc nha. Nhưng mà không có cái nồi thì làm sao luộc được trứng. Biết không? Là cái bọc luộc đúng không? Nên Sang chuẩn bị ở đây sẵn là một cái bọc lông như thế này mọi người. Sẽ bỏ trứng vào trong một lông để mà
đặt lên bếp lửa kia thay cho cái nồi để luộc nha. Mà trước khi luộc thì phải đi kiếm nước đúng không? Rồi đi. Giờ Sang với Văn mới đi dảnh, đi dảnh. Sang với Văn với dảnh sẽ đi kiếm nước nha mọi người, kiếm nước trên lá sen. Tại vì ngoài ruộng này toàn là sình không à. Sen thì nó mọc trên sình á, nên không có nước sạch, nên Sang với mấy đứa phải tận dụng cái nước trên lá sen đây nè. Đó. Thì sau khi một trận mưa thì trên lá sen nó có rất là nhiều nước. Ê Văn. Đây nè, hứng cái bọc đây. Đây mọi người thấy nước không? Nước nó đọng lại trên lá sen này. Nước này là nước mưa sạch nha. Rồi chế nó xuống dưới cái bọc của Văn. Một cái đầu tiên. Đâu, nhiều không? Cái nào nhiều nhiều quá. Đó, đây một cái đây nè. Đó, Văn nó sẽ chế xuống cái bọc nha mọi người. Đâu, giờ lên anh được nhiều không? Đây, được mới chế hai lá được một xíu nước rồi mọi người. Lấy đầy cái bọc thôi. Dảnh uống đi Dảnh. Dảnh nó sẽ uống nước cái lá sen mọi người, húp đi. Nước này là nước mưa mọi người, khá là sạch luôn. Mát không? Đây bên kia. Đó, giờ Sang với đứa sẽ đi thu gom nước lá sen nha. Cái này, ôi cái kia nhiều lắm kìa. Kìa. Đầy luôn. Đây nữa nè. Đầy nước trên lá sen luôn mọi người. Đó. À, nãy giờ thì Sang với mấy đứa đi thu gom nước trên lá sen mọi người. Thì đây là cái phần nước mình thu gom được nè. Ở đây một ít, với lại bên đây là cả một bọc luôn. Giờ thì để luộc trứng bằng cái bọc này á, cũng đơn giản nha mấy đứa. Dạ. Tại vì cái bọc nó có nước phía trong đây mọi người, thì đốt nó sẽ không cháy được cái bọc ni lông này. Nhưng mà cái bọc này thì bị lủng á, nên Sang phải dùng hai cái bọc nha. Là một bọc trong một bọc ngoài. Rồi giờ bỏ trứng vô đi. Mấy đứa này bỏ trứng vô. Rồi Sang sẽ cho hết trứng vào trong nha mọi người. Ở đây thì được 20 trứng. Cho hết trứng vào trong cái bọc lông như thế này nha. Ôi có trứng bể nè hả? Sang với mấy đứa vừa mới bỏ trứng vào trong một cái bọc lông như thế này nha mọi người. Chỉ tiếc cái là bọc lông này nó sẽ lụm á, nó bị lủng ở đây này, nên nó đang chảy nước ra. Nên nếu muốn luộc được trứng thì phải dùng hai bọc nha. Ở đây thêm một bọc nữa. Rồi cho vô đây luôn. Rồi cho vô cái bọc ngoài rồi cầm lại, đừng cột nha. Rồi dẫn chế cái nước còn lại vô đây. Đó, cái bọc này mà không có nước á, thì nó sẽ bị lủng nha mọi người. Rồi mỗi bên một quai. Đó, là bọc trong bọc ngoài đều có nước như nhau hết cả. Nên cái này nếu mà đốt á, thì sẽ không cháy. Rồi xỏ cái cây kia qua đây. Tiếp theo là Sang với mấy đứa sẽ xỏ cái cây qua nha mọi người. Rồi cao bớt lửa ra mấy đứa. Giờ Sang sẽ cho cái nồi mình lên trên bếp lửa nha. Cái này thì cố gắng đặt sao. Rồi được chưa? Dạ được. Cái này mình cố gắng đặt sao mà lửa nó chạm tới cái bọc, nhưng mà than đừng có chạm vào nha. Nếu mà lửa chạm vào thì nó sẽ không lủng đâu. Nhưng mà than chạm vào thì lủng liền nè. Đây. Né ra cho anh dẫn. Đây cái bếp lửa của Sang nè mọi người thấy không? Đó, cái bọc đặt lên trên lửa, đốt vẫn không cháy nha mọi người. Đốt vẫn nấu được trứng nè. Đây mọi người thấy không? Đó, lửa vẫn cháy vào cái đít của nó nè. Nhưng mà do cái bọc này Sang là bọc lụm á mọi người, nên nó lủng sẵn rồi. Nên nó hơi nhiều nước ra một chút nhưng mà không sao, hy vọng là mấy anh em Sang có thể là luộc chín được cái trứng này nha. Cứ riu lửa thôi. Dự định khi nãy Sang với mấy đứa luộc trứng bằng cái bọc lông mọi người thì thất bại rồi nha. Không phải là do cái lửa làm cháy cái bọc lông, mà do là cái bọc lông này Sang lụm ở ngoài ruộng á thì nó bị lủng rồi. Cứ mỗi lần mà vô nước á thì nước nó nhiễu ra làm tắt lửa nha. Nếu mà mọi người lấy cái bọc mới á chưa lủng á thì mọi người có thể luộc được trứng. Còn cái bọc này mọi người xem này, nó đã bị lụng sẵn rồi, nên nó cứ nhiều nước như thế này làm tắt lửa. Nên Sang đổi qua một cái phương án khác nha, là Sang luộc trứng bằng chai nhựa nha. Cái này thì cắt cái nắp ra, đổ nước vô đây, bỏ trứng vô đây, vậy là xong. Rồi đặt lên trên. Dán dán mình nó ra sao cho nó bằng á, đừng có đổ là được. Đó, giờ thì mình đổi phương án mới. Nói chung là mình sáng tạo một chút nha mọi người. Rồi gác cái cây ngang này chèn lại đừng cho nó rửa đổ đó xong. Rồi giờ mấy đứa đặt lửa cho. Sử dụng đây hai cái chai nhựa nha mọi người. Mấy cái chai này thì cũng không khó kiếm đâu, mình cứ ra ngoài ruộng thì nó người ta bỏ lại đầy mà. Rồi cứ cho củi vô đi, mấy đứa cho củi vô. Chai nhựa thì luộc dễ hơn là bọc lông, tại vì chai nhựa thì nó giữ hơi á, màu chín hơn. Nãy giờ Sang mới đốt tí xíu mà mọi người xem này. Đó, sôi luôn rồi đó, nóng nóng rồi. Đâu để anh coi nóng không? Ấm rồi. Nhanh quá ha. Nóng lắm luôn á. Luộc bằng cái này nhanh nóng lắm mọi người, tại vì mọi người thấy là nó sủi bọt nó, đừng múc nha.
Đây, mọi người thấy nó sủi bọt lên không? À, cái này thì một xíu nữa là trứng nó sẽ chín thôi, nhanh chín thôi. Để lâu vô phòng. À, mọi người nhìn thấy là cái phần nước mà Sang với mấy đứa luộc trứng không? Nó bắt đầu sôi đi này. Mặc dù là cái chai nhựa này nó tiếp xúc thẳng với lại cái lửa, nhưng mà nó không có lủng luôn nha mọi người. Do phía trong á, cái nước nó chỉ sôi lên khoảng tầm 100 độ C thôi. Nó giữ được cái nhiệt độ của chai nhựa này không vượt quá là nó sẽ không lủng nha. 100 độ thì đủ sôi cho cái trứng rồi. Đó, cái trứng mình, cái nước bên này thì sôi luôn nè. À, cái này thì một xíu nữa sẽ chín nè. Bên đây cũng vậy. À, mình luộc trứng bằng cái chai nhựa này mọi người thì rất là nhanh sôi luôn nha. Sang mới luộc khoảng tầm đâu đó 5 phút thôi. Và mọi người xem cái phần bên đây này. Đó, nó sôi sục sục luôn nha. Ok đi nha, cho nó ra chào ra đi. À, khi mà nó sôi thì nó bóp sát cái trứng lại như thế này nè mọi người. Một hồi nếu mà muốn lấy ra ăn chắc là Sang với mấy đứa phải cắt cái chai thì mới đổ được trứng ra nha. Tại vì cái chai khi mà nó nóng lên á thì nó sẽ co lại nha. Đó, ui sôi dữ ha. À, cái này thì mình chỉ nên áp dụng là luộc trứng hoặc là mấy cái đồ mà mình bóc vỏ ra mình ăn thôi nha mọi người. Chứ đừng có nên là dùng để nấu nước uống hoặc là nấu cơm, nấu gạo này kia. Tại vì cái bình luộc á, chai nhựa nó ra cái chất này chất kia, nó bám vào đồ ăn á. Thì nói chung là cũng khá là độc luôn á. Nên mấy đứa nhớ nha. À, còn cái trứng khi mình luộc á, thì khi mình ăn á, mình luộc cái vỏ mình bỏ ra là nó không dính cái phần nhựa vào trong cái phần phía trong cái trứng của mình, nên mình ăn thì không sao. Còn nấu gạo thì không nên nha. Bên đây sôi rồi mà bên đây chưa sôi, cho bên đây lửa nó cháy nhiều hơn nè mọi người. Bên đây sôi mà sùng sục luôn nè. Đó, nó sùng sục luôn y như là mình nấu trong nồi luôn, mà còn nhanh hơn cái nồi nữa, do cái này nó mỏng quá mọi người. Lao vô khuôn. Rồi lật lại đi. Lát lấy cái áo lao khô là được rồi. Sang với mấy đứa mọi người ăn bờ ngủ bụi riết cũng quen. Nên cứ mỗi lần đi thử thách hoặc sinh tồn này kia thì Sang chỉ mang theo hai cái bạc thôi. Một cái là che phía trên để che sương hoặc che mưa. Còn cái còn lại thì mình sẽ để mà che phía dưới để mà lót để ngủ á mọi người. Thì cái chỗ ngủ đơn giản vậy là xong nha. Còn cái trứng phía bên đây thì cũng đã chín rồi nè. Sang với mấy đứa thôi dọn ăn mấy đứa. Cái trứng này mọi người xem nó sôi nè. Sôi phải gọi là sôi sùng sục luôn á. Còn nóng như vậy. Cái nắp cái trên cũng nóng. Rồi giờ rồi gian cầm cái kia đi. Rồi đem ra ngoài đổ nước ra. Giờ Sang đổ bỏ cái nước này nha mọi người. Cái nước này thì không nên sử dụng để uống nha mọi người. Cái nước này thật ra nó rất là độc á. Tại vì mình luộc chai nhựa nó sôi á, nó ra nước nha. Đó, đổ bỏ nước đi. Cái nước này thì mình đổ đi, mình lấy trứng thôi. Sang đổ hết nước ra đã, rồi bóc trứng ra ngoài nha. Tại vì nó dính cũng khá chặt á. Ủa, trứng lộn hả? Đây này. Vậy là cái tổ trứng Sang với mấy đứa lụm đó mọi người thì là trứng lộn rồi. Là cái con này nó ấp á. Đây này mọi người, nó trứng lộn luôn nè. Đó. Vậy là ngon luôn rồi. Còn chai phía bên đây thì nó dính chặt quá, phải cắt nó bể hết luôn hả? Ôi, cái chỗ này nó cháy luôn nè mọi người. Cho nó sát quá, rồi gom rác lại vậy nè. Gom cái này lại. Cái này thì Sang với mấy đứa gom lại nha. Rồi đổ ra đi là nó ra gì. Cái buổi tối ngày hôm nay ra ngoài ruộng nè mọi người. Thì có bao nhiêu đây thôi. Còn cá thì trong xô nên một hồi ai đói thì nướng cá ăn tiếp cho mấy đứa. Còn chủ yếu là ăn buổi tối ngày hôm nay là được mấy cái trứng vịt này nha. Rồi hôm nay thì may mắn là được lụm luôn cả ổ vịt lộn. Nên vịt lộn thì ăn hơi bị ngon ha. Rồi giờ mọi đứa cầm một trứng đi. Đó, lựa trứng vịt lộn mà. Cái này có loại lạc, loại vịt thường với loại vịt lộn nha mọi người. Tại vì cái vịt mà trong ổ á, thì nó sẽ lộn. Còn cái loại vịt mà lụm ở ngoài ruộng á, thì nó sẽ là vịt thường mọi người. Rồi giờ ăn thì cứ lột ra đi. Rồi, mình nóng này. Lắc qua lắc lại hai tay đúng không? Được cái mấy trứng vịt lộn cũng khá là ngon mọi người. Bây giờ thì chấm vô muối ớt đi. Rồi chấm vô. Thôi mời tất cả mọi người ăn cái trứng vịt luộc trong chai nhựa nha. Để xem cái vị nó như thế nào. Thôi mời cả mọi người ăn đi mấy đứa. Khá là ngon luôn mọi người. Có lẽ là do Sang với mấy đứa đói á, nên ăn cảm thấy cái trứng này cũng khá ngon. Nhưng mà luộc trong chai nhựa thì nó bể hết nha. Bây giờ Sang với mấy đứa tranh thủ ăn thôi.
Rồi quất trứng luôn. Ngon Minh. Dạ ngon. Mọi người nhìn thấy Minh ăn hấp dẫn không? Rồi. Quất hết rồi. Ngon dữ không Tâm? Ngon. Đồ kiểu này không biết sao mà thấy cái trứng vịt nó ngọt ghê luôn á mọi người. Nó ăn tiếp đi mọi người. Ăn tiếp đi mấy đứa. Ơi lựa vịt lộn em thôi. Cái nào mà trứng không bể là vịt lạc nha mọi người. Vịt còn trứng bể thì là vịt lộn. Ở đây thì có 11 trứng vịt lộn nha. Cái trứng mà Sang với mấy đứa lụm được trong ổ á. Đây nè. Mà luộc cái này thì không hấp được nước ha. Dạ. Bể trơn. Chai nó bóp lại mọi người. Ăn trứng đầu tiên thấy ngon quá nên giờ thì mình đổi qua ăn trứng thứ hai nha. Mình là ăn trứng hộp vịt thường nè mọi người. Rồi cắn đi. Con mời tất cả mọi người. Béo không? Dạ béo. Hộp vịt thường thì nó béo mọi người. Rồi vịt lộn thì nó không béo bằng nhưng mà nó ngọt. Ăn trứng này thì no lắm á. Ôi trứng vịt của Tâm giống như bị hư. Có bị hư không? Giờ ăn được đúng không? Nãy giờ thì Sang với mấy đứa vừa mới ăn xong mấy cái trứng vịt thì cũng no phải không mấy đứa? Ở đây thì được mười mấy trứng, mỗi người thì được 3-4 trứng á. Nên ăn trứng á thì nó no hơn là ăn cá nha mọi người. Nhưng mà tối nay đói á thì nướng cá ăn tiếp ha. Dạ. Bây giờ thì Sang với mấy đứa sẽ quay qua để ngủ, tranh thủ cho nó hết thời gian nha mọi người. Còn đây là chỗ ngủ của Sang với mấy đứa này, mấy đứa sẽ nằm đây, còn Sang thì nằm bên đây nha. Phía trên á thì có cục đá nó che với lại có tấm bạc phía trên á. Nên theo như Sang nghĩ thì sẽ không có lạnh lắm đâu. Ngủ bờ, ngủ bụi riết thì cũng quen rồi. Thôi vô ngủ nha. Bên đây thì là đóng lửa nha. Gió thì nó thổi bên đây, mũi nó sẽ không chích đây. Bây giờ Sang với mấy đứa đi ngủ. Nó dựa lưng qua bên đây như răng nè, có cái gối luôn đó. Đây. Ừ, kê cục đá nè, ngủ bên cục đá nè. Đó, nằm như mình nè. Đó. Êm lưng không? Dạ. Cái kê lưng lên cục đá phía bên đây nè mọi người, là gác cái đầu luôn. 12 giờ tối nha mọi người. Mấy đứa thì nó đã say giấc ngủ hết rồi. Còn Sang thì thức dậy đi đốt lại đống lửa nha. Cho ở ngoài cái cánh đồng sen này nè thì muỗi rất là nhiều luôn. Cứ mỗi lần là lửa nó tắt á, là hết khói á, là muỗi lại nó chích. Nên Sang phải thức để mà canh đống lửa này cho lúc nào nó cũng cháy. Đây mọi người thấy không? Muỗi bu mấy đứa này. Nên phải đốt lửa cho cái khói nó tỏa qua đây nè. Cho mấy đứa nó không có muỗi. Còn clip của Sang ngày hôm nay thì cũng khá dài rồi. Với lại là cái điện thoại Sang cũng sắp hết pin rồi. Không biết tới sáng có đủ pin hay không. Nên Sang có lẽ là sẽ tạm dừng clip tại đây nha. Hôm nay nói chung là Sang cũng đã hoàn thành cái thử thách 24 giờ một ngày một đêm ở ngoài ruộng cho Sang cho mọi người xem á. Thì mọi người yêu quý Sang, mọi người hãy cho xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh ủng hộ mấy anh em Sang nha. Còn bây giờ thì Sang với mấy đứa chào biệt tất cả mọi người nha. Bye.